Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là sản phẩm con năm của chú của mình thì đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm con năm của mình cũng đã hoàn thành. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và đăng ký kênh. Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là sản phẩm kính viễn vọng của mình. Các bạn thấy nó có đẹp không? Hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con linh dương các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm khỉ con đỏ. Xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm con sóc con te các bạn ơi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn
những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là sản phẩm con lịch sử của mình đã hoàn thành để xin chào các bạn nha. Sản phẩm con sóc Pute của mình cũng đã hoàn thành để xin chào tất cả các bạn.